Lexus TX 2024 mới là mẫu SUV hạng sang 7 chỗ đã lần đầu tiên được vén màn vào hồi tháng 6 năm nay. Sau 3 tháng, hãng Lexus mới công bố giá bán của mẫu xe này ở thị trường Mỹ. Tại thị trường Mỹ, Lexus TX 2024 được chia thành 5 phiên bản, bao gồm TX 350, TX 350 Premium, TX 350 Luxury, TX 500 HF Sport Performance Premium và TX 500 HF Sport Performance Luxury. Giá bán của Lexus TX 2024 dao động từ 53.700 đến 71.300 USD, khoảng 1,3 đến 1,73 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. Như vậy, so với những đối thủ Đức như BMW X5, khởi điểm từ 66.195 USD, Mercedes-Benz GLE, 57.700 USD và Audi Q7, 59.200 USD, tân binh nhà Lexus có giá rẻ hơn. SUV hạng sang Lexus TX 2024 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, dùng chung với Toyota Grand Highlander 2024. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Lexus TX 2024 có kích thước khá tương đồng với mẫu xe mang thương hiệu Toyota. Cụ thể, kích thước dài rộng cao của Lexus TX mới lần lượt là 5.158, 1.989, 1.780mm và chiều dài cơ sở 2.948mm. Ra mắt cùng thời điểm với GX thế hệ mới, Lexus TX 2024 được áp dụng phong cách thiết kế mềm mại hơn, phù hợp với hình ảnh một mẫu crossover gia đình dùng chủ yếu để chạy phố. Có thể thấy rõ định hướng thiết kế này qua những nét bo tròn và ít đường dập gân hay cắt xẻ của xe. Ở bản tiêu chuẩn, Lexus TX 2024 sở hữu những trang bị như đèn LED từ trước ra sau, vành hợp kim 20 inch, nội thất 7 chỗ và sưởi ghế trước. Bên cạnh đó là hàng loạt tính năng trợ lái nâng cao ADAS, như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái và hệ thống hỗ trợ lái chủ động. Với bản TX 350 Premium cao cấp hơn, xe sẽ có ghế trước với tính năng làm mát, hàng ghế thứ ba gập chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Trong khi đó, Lexus TX 350 Luxury 2024 được trang bị ghế bọc da semi anilin, sưởi hàng ghế thứ hai và hệ thống đèn viền nội thất. Cả ba phiên bản TX 350, TX 350 Premium và TX 350 Luxury đều dùng động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.4, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 430 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Tiến lên bản TX 500 HF Sport Performance Premium, khách hàng sẽ nhận về những trang bị bổ sung như hệ thống treo thích ứng. Bên cạnh đó, phiên bản này còn dùng hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 2.4 tương tự như trên, kết hợp với motor điện và hộp số tự động 6 cấp. Hệ chuyển động này mang đến sức mạnh 366 mã lực và 554 Nm cho xe. Lexus TX 500 HF Sport Performance Premium 2024 còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh, toàn thời gian tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản TX 500 HF Sport Performance Luxury sở hữu sưởi vô lăng, nội thất bọc da sang trọng hơn và hệ thống âm thanh McLavinson 21 loa. Đồng thời, phiên bản này dùng hệ chuyển động plug-in hybrid với máy xăng V6, dung tích 3.5, motor điện và hộp số biến thiên vô cấp CVT, cho công suất tổng cộng 406 mã lực. Với những trang bị đó, Lexus TX 500 HF Sport Performance Luxury có thể chạy 53 km mà không tốn một giọt xăng. Hiện chưa rõ sau Mỹ, Lexus TX 2024 sẽ được bán ở những thị trường nào.